Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng nhẹ trở lại, giao dịch ở mức 2033,6 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 103,81 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tiếp tục tăng nhẹ sau khi đã tăng mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam. Hiện tại giao dịch ở mức 54.574 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,274% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô đứng ở mức 77,58 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới biến động không nhiều khi thị trường đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE của Mỹ. Dữ liệu lạm phát quan trọng này được kỳ vọng sẽ cho các nhà đầu tư thêm manh mối về đường hướng lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. PCE là một thước đo lạm phát ưa thích của Fed sẽ được công bố vào ngày thứ Năm, được dự báo với mức tăng là 0,4% hàng tháng. Theo chuyên gia phân tích cấp cao Sinquick Up của Kiko Metal cho biết, nếu dữ liệu PCE tăng một chút so với dự báo thì vàng sẽ giảm giá. Mặc dù vậy, kim loại quý này vẫn sẽ duy trì trên 2.000 USD trên một ounce để giá vàng trượt khỏi ngưỡng này, dữ liệu kinh tế trong tuần phải mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng trong tuần vừa qua, theo thống đốc Fed Christopher Waller đã nói rằng không vội vàng trong vấn đề hạ lãi suất. Biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách đều lo ngại về rủi ro của việc hạ lãi suất quá sớm. Còn theo Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Bondable Global Forex cho biết, đồng bạc xanh đang có xuống giảm giá do đợt điều chỉnh lãi suất sắp kết thúc. Thị trường vàng đang có cơ hội giao dịch quanh mức giá 2.050 đô la Mỹ trên một ounce. Báo cáo về thị trường hàng hóa mới nhất của Goldman Sachs dự báo giá vàng tăng khoảng 6% trong vòng 12 tháng tới lên mức 2.175 đô la Mỹ trên một ounce. Phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặt hàng vàng miếng SJC trong nước bất ngờ điều chỉnh tăng rất mạnh trở lại, còn đối mặt hàng vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì trong xuống tăng nhẹ. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng mạnh tới 700.000 đồng trên lượng tại chiều mua vào, tăng 500.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Đáng nên biết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 77,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,50 triệu đồng trên một lượng. Đang niêm yết trên thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 77,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,52 triệu đồng trên lượng, tăng 700.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Còn với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào ở mức 77,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,20 triệu đồng trên lượng, tăng 600.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng điều chỉnh tăng 400.000 đồng trên lượng mua vào và tăng tới 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, mua vào mức 77,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,15 triệu đồng trên một lượng. Còn với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 63,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,90 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 63,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 65 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 64,98 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,08 triệu đồng trên lượng, tăng thêm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào chiều bán ra so với phiên cuối ngày hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh, tăng 18 đồng trên đô la Mỹ, hiện tại niêm yết ở mức 24.014 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.460 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.830 đồng trên đô la Mỹ, hiện tại giảm 10 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 25.200 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.300 đồng trên đô la Mỹ. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá, sau khi giảm 20 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 10 đồng trên đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000, tăng 700.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 500.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay tăng 70.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 50.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra thời điểm này
đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.750.000, bán ra 7.952.000. Tăng 70.000 ở chiều mua vào, tăng 50.000 ở chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.720.000, bán ra 7.920.000, tăng 60.000 ở chiều mua, tăng 40.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.715.000, bán ra 7.915.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.740.000, bán ra 7.940.000, tăng 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.755.000, bán ra 7.940.000, tăng 55.000 ở chiều mua, tăng 50.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.780.000, bán ra 7.880.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.750.000, bán ra 7.900.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Gold mua vào 7.715.000, bán ra 7.915.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.720.000, bán ra 7.922.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này cũng được điều chỉnh tăng rất mạnh, tăng 700.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 500.000 đồng trên lượng bán ra, hay là tăng 70.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 50.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu cho đến 2.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.750.000, bán ra 7.952.000. STC Huế mua vào 7.747.000, bán ra 7.952.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.750.000, bán ra 7.952.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.748.000, bán ra 7.952.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.370.000, bán ra 6.490.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.370.000, bán ra 6.500.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.350.000, bán ra 6.450.000, tăng 5.000 ở chiều mua và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.236.1 nghìn, bán ra 6.386.1 nghìn, tăng 4.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.653.000, bán ra 4.853.000, tăng 3.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.575.7 nghìn, bán ra 3.775.7 nghìn, tăng 2.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.504.9 nghìn, bán ra 2.704.9 nghìn, tăng 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.